Thưa quý vị, Bộ Giao thông Cộng sản Việt Nam đổi tên trạm thu giá thành trạm thu phí. Trong một hành động chứng tỏ tuân theo quy luật của ngôn ngữ Việt nói riêng và ngôn ngữ loài người nói chung, Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam vào hôm thứ Ba đã ra lệnh cho các công ty điều hành các dự án BOT đường bộ đổi thuật ngữ trạm thu giá trở lại thành trạm thu phí. Quyết định này được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị về việc thay đổi thuật ngữ này. Trả lời chất vấn vì sao lại đưa ra quyết định quá muộn, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ nói với truyền thông trong nước rằng việc này không ảnh hưởng mấy vì bản chất tiền phí qua các trạm vẫn như vậy. Theo ông ta cho biết thì từ đầu tháng 6, Tổng cục Đường bộ đã đề nghị với Bộ Giao thông về việc đổi từ trạm thu giá trở thành trạm thu phí để trở về với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, được người dân và các doanh nghiệp đồng tình chấp thuận. Trước đó, dư luận khắp nước Việt Nam phản ứng dữ dội với sự việc các trạm thu phí BOT bị đồng loạt đổi tên thành trạm thu giá. Nhiều người cho đây là thuật ngữ kỳ quặc, máy móc. Các chuyên gia ngôn ngữ thì cho rằng thuật ngữ đó sai lầm về mặt chữ nghĩa và trên thế giới không có nước nào dùng từ ngữ như thế. Có nhà bình luận còn chỉ rõ đây là thứ ngôn ngữ quan chức của chế độ và thứ ngôn ngữ này bất chấp văn phạm lẫn ngữ nghĩa thông thường để chỉ tuân theo thứ luật lệ kỳ quái của các công văn, các chỉ thị do những giới chức có vấn đề về học vấn soạn ra mà thôi.